Dạ, chào chú. Dạ. Hôm nay nhóm kỹ thuật của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông tới thăm lại cái ruộng của chú hôm trước, cách đây 2 ngày. Chú có sử dụng cái bộ sản phẩm của công ty. Thứ nhất là cái Vico 79. Thứ hai là cái Zeromix. Và cái thứ ba là cái Vitrovin. Đó. Thì sau khi sử dụng thì chú cho cái cảm nhận, chú có cái nhận xét gì về khi sử dụng cái bộ sản phẩm này không? Tôi thấy xịt ở đây thì nó khác với bên đây rồi đó. Đó, mới có cách có mà 2 bữa à. Bữa nay là thứ ba đó. Mà tôi thấy nó sáng hơn bên đây dữ lắm rồi nè. Đó, rõ ràng luôn đó chứ. Cái này nó sáng đúng không chú? Ồ, bông nó sáng này hả? Lá đồng nó vẫn cứng này, nó có cái màu ánh bạc bạc này. Bệnh nó cũng rất là ít so với bên này. Vô gạo sao? Dạ. Chú thấy cái vô gạo này sao chú? Không, vô gạo cũng sáng lắm à. Vô gạo cứ vô trong này bị cái giặt này nó hơi bị mất lại hồi trước này, nó hơi xanh thành ra nó hơi ấy, còn cái giặt trong đó là nó sáng dữ dằn đó. Rồi thì chú cái phần bên này là cũng cùng xã cùng ngày luôn, cùng ngày luôn. Bên này thì nó nhìn nó không được đẹp bằng đúng không? Nó không có xịt, nó bị đổ ngã nhiều. Tức là sử dụng cái này thì làm cho cái cây nó cứng, cây nó cứng hơn, đúng nó tốt hơn. Lá đồng nó xanh nó vẫn còn và cái bông thì nó vô gạo tốt. Thấy nó vô bông nó quàng bông nhiều hơn. Quàng bông. Hạt no hay là như nó hơn, nó chắc hơn đó. Dùm thấy đâu bay quay bên đây là biết liền gì. Nhìn thấy nó hạt nó to hơn, nó no hơn. Nó vô gạo tốt. To no hơn, nó vàng hơn.